quý vị, mới đây thì người dân ở tổ 9 khu phố Vĩnh Thuận, phường Long Bình, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã gửi phản ánh đến với đường dây nóng Alo V9 về việc là họ không có đường đi lại ngay chính nơi mình sinh sống. Và cũng chính vì lý do đó mà trong suốt 4 năm qua thì người dân đã phải đi nhờ qua đường nội bộ của bến xe miền Đông mới. Theo người dân thì trước đây tổ 9 khu phố Vĩnh Thuận, phường Long Bình, thành phố Thủ Đức cũng có một con đường ra vào, nhưng mà từ khi xây dựng bến xe miền Đông mới thì con đường không còn. Hàng chục hộ dân phải đi nhờ qua đường nội bộ của bến xe. Thực tế này khiến việc lưu thông không thuận tiện và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao. Và từ những phản ánh ban đầu của người dân thì phóng viên của đường dây nóng Alo V9 đã trực tiếp xuống hiện trường để tìm hiểu vụ việc. Và sau đây là những ghi nhận ban đầu. Khu dân cư thuộc tổ 9, khu phố Vĩnh Thuận, phường Long Bình, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh bây giờ như lọt thỏm phía sau bến xe miền Đông mới. Người dân cho biết, trước đây khu dân cư này nối thông suốt với đường Hoàng Hữu Nam ra xa lộ Hà Nội. Thế nhưng từ năm 2017, khi bến xe miền Đông mới được xây dựng, tuyến đường chính đã bị ngăn lại. Trước đó thì tụi em đi đường tắt, đi đường ở dưới gầm cầu á, thế là có con đường chạy ra đường 16. Thế sau này bến xe nó về thì nó mới làm cái con đường để cho mình đi tạm thôi. Người dân bức xúc muốn mở đường, bến xe miền Đông mới đã hỗ trợ bằng cách chia đôi đường Nguyễn Hữu Nam để người dân đi tạm thời. Vậy là khu dân cư này được kết nối bằng một con dốc khá nhỏ lại cua gấp. Xe từ dưới dốc lao lên, người điều khiển nếu không cẩn thận quan sát là sẽ va chạm với các phương tiện đang lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Nam hoặc ra vào bến xe miền Đông mới. Theo người dân, nhiều vụ tai nạn giao thông đã xảy ra. Cái đường cho dân đi giờ nó khó khăn lắm. Dạ, lên xuống cũng khó khăn nữa. Xe cộ đó, anh thấy đó. Nó gấp, với lại một phần đó là lỡ mà có hỏa hoạn một cái đi thì cái khu dân cư của em bên trong đó xe cứu thương không có vô tới được, xe cứu hỏa không vô tới được. Theo tìm hiểu, khu dân cư thuộc tổ 9, khu phố Vĩnh Thuận, phường Long Bình, thành phố Thủ Đức có hơn 50 hộ dân với khoảng 300 nhân khẩu. Ủy ban nhân dân quận chính cũ từng có dự án mở một tuyến đường kết nối khu dân cư này với các tuyến đường khác hoặc ra xa lộ Hà Nội, nhưng đến nay vẫn chưa triển khai. Trước đây thì mình có một cái đường cũ là đâm lên trên bến xe bây giờ, mà đến từ khi bến xe làm là mất hết luôn. Rồi nhà nước ở phường Long Bình có nói cũng có cho bên đô thị lên đo đạt, rồi định làm năm 20 thì phải có đô thị lên, nói là sẽ làm đường A8. Nhưng mà khi về thành phố Thủ Đức rồi thì lâu lắm, cả năm, hơn năm hay 2 năm này chưa thấy gì hết. Giao thông không thuận lợi đã ảnh hưởng nhiều mặt đời sống của hàng trăm con người thuộc tổ 9, khu phố Vĩnh Thuận, phường Long Bình, thành phố Thủ Đức. Một trong những mong muốn lớn nhất của họ lúc này là nhà nước sớm xem xét giải quyết để có một con đường đi đàng hoàng. Còn những mong muốn đó của người dân là những mong muốn chính đáng, và rất mong là các cơ quan chức năng sẽ lắng nghe được những mong muốn này và sớm có cách giải quyết thỏa đáng. Vâng, thưa quý vị, và trong 24 giờ qua thì số điện thoại và Zalo của đường dây nóng Alo V9 vẫn tiếp tục nhận được những ý kiến phản ánh của người dân gửi về, và sau đây là tổng hợp một số ý kiến đáng chú ý. Khán giả Nguyễn Phúc Phúc có điện thoại 8 số đầu là 090-376-24 bức xúc. Ở ấp 1, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, chỉ có một đường truyền hình cáp của công ty Việt Thành. Công ty này đã cắt hết chương trình của đài truyền hình Việt Nam VTV, chỉ còn các kênh của đài khác. Người dân đã đóng tiền cáp cả năm, nhưng muốn xem các kênh của VTV lại không được, mà phải xem các kênh họ không yêu thích. Khán giả Tinh Nghĩa có điện thoại 8 số đầu 089667 68 phản ánh. Hiện nay, Tổng công ty cấp nước Sài Gòn triển khai ứng dụng theo dõi lịch đọc số, báo chỉ số nước. Tuy nhiên, người dân không thể xem chỉ số. Tất cả các số điện thoại của công ty cấp nước để giải đáp thắc mắc, khách hàng gọi đến cũng không được. Người dân tại hẻm 1419/43 đường Lê Văn Lương, ấp 1, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh bức xúc phản ánh. Khoảng 2 năm nay, con hẻm đã bị một hộ gia đình tự ý lấn chiếm hơn nữa để đặt chậu cây. Trồng cây lấn ra giữa đường gây cản trở giao thông. Khi có ai góp ý nhắc nhở để trả lại con đường thông thoáng thì gia đình này thách thức cả xóm.